Xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nhanh lúc 9 giờ của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, Công an huyện Krông Park, tỉnh Đắk Lắk vừa tạm giữ khẩn cấp 7 đối tượng để điều tra về các hành vi hiếp dâm và không tố giác tội phạm. 7 đối tượng đều trú tại xã Ia Hiu, huyện Krông Park, có tuổi đời từ 16 đến 21 tuổi, trong đó 3 đối tượng là Ai Khăn, Ai Khắp, Ai Hỡ có hành vi hiếp dâm và 4 đối tượng còn lại không tố giác tội phạm. Vụ việc xảy ra vào trưa ngày 8 tháng 4, sau khi tổ chức ăn nhậu, các đối tượng đã nảy sinh ý định quan hệ tình dục với một cô gái ở xã Ia Yeng, huyện Krông Park, có quen biết ở trước đó. Cả nhóm đã bàn bạc dẫn dụ cô gái cùng với một người bạn vào khu dãy vắng. Sau đó, Ai Khăn, Ai Khắp và Ai Hỡ đã dùng vũ lực khống chế rồi thay nhau hãm hiếp nạn nhân. Hai nạn nhân sau đó đã đến cơ quan công an tố cáo hành vi đồi bại của các đối tượng.